Vâng, khi có những người trẻ sẵn sàng nghỉ việc để tìm kiếm những môi trường phát triển thực sự phù hợp với bản thân, thì cũng có những người trẻ lại rơi vào chiếc bẫy của sự ổn định để làm việc một cách cầm chừng. Rõ ràng là việc có những thay đổi để thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân sự chất lượng thực sự là một bài toán khó hơn đặt ra đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn này. Là một đơn vị chuyên đào tạo về tiếng Đức, 2 năm trở lại đây, phần lớn hoạt động của công ty này đều phải điều chỉnh linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bởi vậy, dù có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí đã nhiều tháng nay, nhưng việc tìm được ứng viên phù hợp không dễ dàng. Một số ứng viên thì họ đang ở tỉnh xa hoặc là đang ở những cái vùng mà khó di chuyển, thì hầu hết là các buổi phỏng vấn là chúng tôi đều phải tiến hành online. Có những cái vấn đề mà mình liên quan đến khả năng về nắm bắt tâm lý này, rồi những cái kỹ năng mềm khác của ứng viên, mình nhiều khi là mình không thể có thể là cảm nhận hoặc là mình đánh giá được sát sao. Tuyển nhân sự đã khó, việc giữ chân nhân sự chất lượng cũng không dễ dàng. 7 năm tham gia thị trường lao động, chị Bảo Ngọc cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ làm với mong muốn tìm được môi trường phù hợp. Từ lúc ra trường đến nay thì tôi cũng đã làm ở khoảng 4 đến 5 đơn vị. Hiện thì tôi vẫn cảm thấy là môi trường công ty khá chuyên nghiệp, là mức lương thì vẫn ổn định trong thời điểm dịch bệnh. Ngoài ra thì tôi cũng được tham gia các cái chương trình để nâng cao chuyên môn. Theo các chuyên gia tuyển dụng, phần lớn người lao động có xu hướng nhảy việc là để hưởng nhiều lợi ích hơn. Chuyên gia cũng nhấn mạnh sự gắn kết trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân sự mạnh. Điều này không chỉ là điểm thu hút người có năng lực, mà còn kịp thời khích lệ tinh thần người lao động khi tâm lý có sự bất ổn. Đi những cái chương trình như định cư chỉ cần học A1.